Ok, Nông Ngư Cơ Tiến Ưng Kiên Giang kính chào quý khách. Hôm nay mình tranh thủ được thời gian chạy lại đây cửa tiệm của mình, cửa tiệm vỏ xuồng ha. Cửa tiệm vỏ xuồng Tiến Ưng 1 nha. Có đầy đủ các hãng vỏ nhân tiền, hữu tính, thành phân, Cà Mau, Đức Tài, Kiên Giang có đầy đủ nha. Xuồng cắt lái rồi à, xuồng bình thường cũng có luôn. Đây, tại tiệm này thì mình ít để vỏ biển, vỏ biển mình để tại một kho khác để mình tranh thủ mình quay ở tại cái kho đó cho quý khách xem. Để quý khách mua vỏ xuồng thì quý khách liên hệ số điện thoại này nhé, 0982656470. Mùa nước đến rồi cho nên là anh em có nhu cầu gì thì liên hệ số điện thoại 0982656470. Vạn Trường, Cà Mau, Đức Tài, Thành Tân, bốn hãng vỏ rất nổi tiếng và những hãng vỏ khác nữa. Mỗi một chi nhánh là sẽ một người đứng ra bán nha. Đây, mọi người gọi cho số điện thoại này thì sẽ gặp anh Hoàng. Tiệm vỏ xuồng Tín Ưng 1, bên cửa hàng mình cũng bán các loại máy dầu, các loại máy đặt ngầm luôn, có làm dàn lát luôn. Rất nhiều. Đây là vỏ 9m2. Lái của nó tầm 1m2. Tiệm này thì mình chuyên bán các loại máy xăng, máy xăng Nghĩa Địa Nhật, máy xăng mới đầy đủ các hãng, có cả Honda 20 ngựa máy đề luôn nha, máy phát điện xăng các loại. Đây, máy xăng ở trong này, bình xịt rồi bình phun phân, máy cắt hàn đầy đủ các loại. Hinota 20 ngựa có luôn nha, Vikino 15 ngựa, Mitsu 291 có đầy đủ, Tamgua 18 ngựa, máy nguyên zin hết nha, Nghĩa Địa nguyên zin. Bơm nén, máy cắt cỏ, dàn láp có đầy đủ.